đây là Quỳnh Hương, hiện tại mình đang là sinh viên cao 15. Hiện tại bây giờ mình đang có làm bài tập cho môn IBS 301M. Không biết thì bạn có thể dành cho mình một chút thời gian để mình lấy chút tư liệu về không? Được. Mình hỏi là hiện tại là bạn đang học ngành gì ạ? Mình đang học ngành Digital Marketing. Những ngày gần đây bạn có tham gia một phỏng vấn nào chưa? Mình có tham gia một buổi phỏng vấn một nho nhỏ của ngành truyền thông đa phương tiện về nhạc cụ dân tộc của trường mình. Cảm ơn bạn. Cho mình xin hỏi là bạn có mong muốn gì từ ngành học của mình không? Mong muốn từ bản thân. Bạn có mong muốn cái gì từ ngành học của mình không? Mình muốn cái ngành học của mình nó giúp cho mình năng động hơn và mình hiểu được mong muốn về ngành học là mong muốn ngành học đó nó sẽ cung cấp được gì cho em, cung cấp gì cho em mà thực sự kiến thức này hay là các kỹ năng gì đó trả lời tiếp là em trả lời những cái ngành học này mang lại cho mình sự năng động và mình hiểu được các nguyên lý marketing mà lâu nay mình đã được xem qua nhưng mà mình chưa hiểu tại sao nó như thế. Mình hỏi là hiện tại cái mức độ mong muốn của bạn nhận được nó tầm ở bao nhiêu điểm? Cái thằng bị mười thì bạn được mong muốn được mấy điểm? Chắc mình mới học chắc mình mới được 7 điểm. Tại sao bạn lại chọn ngành này đúng không? Mình cảm thấy mình là một người khá là năng động và mình không hợp với những ngành như là IT, mình phải ngồi một chỗ nhiều nên là mình mong ngành mình muốn cái sự năng động của mình nó được cải thiện thêm và mình chọn cái ngành này. Vậy thì các bạn có thể cảm nhận cái mức độ ngành học của bạn nó phù hợp với bạn được tầm bao nhiêu điểm? Mình nghĩ là 9 điểm. Theo bạn thì làm thế nào để bạn có được làm công việc mong muốn sau khi bạn tốt nghiệp? Sao có việc được? Tốt nghiệp thì có việc mà bạn mong nữa. Có thì được tốt nghiệp đó. Khi mà bạn đi làm thì cái điều mà bạn mong muốn để có công việc và bạn mong muốn giúp đỡ công việc thì bạn cần cái gì? Sau khi tốt nghiệp mình cần những cái kỹ năng và những cái kiến thức mà mình cũng được học ở trong trường học để có một cái công việc tốt. Hiện tại các bạn cảm thấy là bạn có đạt cái mục tiêu nào không? Đồng mục tiêu bạn sẽ đạt được tầm bao nhiêu điểm? Trong trường đại học thì mình cố gắng tiếp thu được những kiến thức và những cái kỹ năng cần thiết để sau này sau 5 năm mà bạn tốt nghiệp á, 5 năm sau á, thì bạn mong muốn là bạn sẽ có cái vai trò như là công việc, là cái gì đó, sau khi công việc bạn mong muốn điều gì? Mình muốn là mình sẽ tự mở ra được một công ty riêng cho riêng mình. Hoặc là hiện giờ ngoài cái trường lớp á, thì bạn có mong muốn hay là những hoạt động ngoại khóa nào khác không? Chính là kỹ năng về nhân đồ văn hóa, những cái workshop về giao lưu với các doanh nghiệp để cho những bạn sinh viên để hiểu rõ hơn cái môi trường doanh nghiệp như nào và có những cái mục tiêu và cái định hướng sẵn cho riêng mình. Vậy thì bạn có thấy là những cái hoạt động đó đã có ở trong cái ngành học của bạn chưa? Mình thấy có rồi. Vậy thì bạn cảm nhận cái mức độ nó giống như được 3 điểm mức độ đó nó trung tâm của điểm 10. Mình nghĩ là 8 điểm thì mình có được thấy những cuộc workshop của trong câu lạc bộ BEC về ngành marketing. Vậy thì mình hỏi là bạn có thể cho biết là một cái hoạt động quảng cáo nào mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia nhưng hiện tại trường mình chưa có những cái hoạt động đó? Hoạt động này về còn
lông này hay các kiểu gì vậy? Mình mong muốn là trường mình sẽ có thêm những hoạt động khóa về kỹ năng sống cho học sinh, à, sinh viên như là bơi lội và những kỹ năng giúp cho những sinh viên có thể năng động hơn, có thể nhiều kỹ năng hơn ngoài những giờ học. Hiện tại bạn có là thành viên câu lạc bộ BUC không? Mình từng tham gia 2 cuộc thi của câu lạc bộ và một cuộc thi trong câu lạc bộ. Sao bạn đã không tham gia câu lạc bộ đó? Chắc cho mình tự nhiên rồi. Cảm ơn bạn. Vậy thì bạn có cảm thấy là những hoạt động nào ở câu lạc bộ DC mà nó vẫn hạn chế và bạn vẫn chưa cảm thấy hài lòng không? Chắc mình nghĩ là do cái khâu tổ chức của BAC có một số chỗ nó còn chưa có được làm hài lòng các thí sinh lắm. Vậy thì bây giờ bạn phải cho mình xin tên của bạn đâu, bạn tên gì ạ? Tên là Trần Minh Đức. Trần Anh Minh Đức hả? Bạn có thể cho mình xin số điện thoại của bạn không? Ví dụ là ý là mình có mẫu câu lạc bộ về bơi lội gì đó thì có thể liên lạc được với bạn đó. Bạn cho số điện thoại của mình bây giờ. 082 885 885 3801. Cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn đã giúp mình nha.